đấy đi. Ok. Xin chào quý khán giả, ngày hôm nay thì Hồ Bích Trâm đang có mặt tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2021. Thì năm nay Trâm cũng rất là vui, là tại vì bộ phim Bưu Miện Xương Rồng cũng như là Trâm được đề cử trong phim của giải Ngôi Sao Xanh nữa. Hy vọng là sắp tới là mọi người sẽ ủng hộ Trâm nhiều hơn trong bộ phim Tết Về Nhà Ăn Tết nha. Bộ phim trong đang trong quá trình quay cho nên là sẽ được chiếu vào dịp Tết này. Và đây là ngày hôm nay là đi chung với anh Nam đạo diễn là chị Patty. Và đặc biệt là Hà Chí Quang. Hà Chí Quang lang thang đã tới rồi mọi người ơi. Hai mọi người. Đó. Trời ơi, đang khai báo y tế. Rồi thôi bây giờ vô nè. Vô chụp bóng đây ha. Vô chụp bóng này, vô chụp bóng này. Lấy mời cô rồi. Tới chưa? Ủa trời. Thôi hả, chụp hình luôn anh, chụp hình luôn anh. Chụp hình luôn, chụp hình luôn. Ok mọi người nhìn máy rồi. Đây nào. Ok quay gì? Anh ơi diễn. Diễn ơi. Diễn quá. Diễn quá. Ok đi về. Ok. Mình nói chuyện mình được thể hiện chứ hỉ. Rồi rồi chụp lại đi. Được chưa anh ơi? Ok. Nhìn máy này này, nhìn máy này, nhìn máy này. Xéo xíu nhìn gì thế. Ok đúng rồi. Ok giữ nha. Anh nè qua. Không nghe nữa người luôn. Thôi đi vô đi chỉ rồi. Xin chào Hà Chí Quang lên đây. Thank you.
Em không biết luôn. Cái bay á. Đây là xem Facebook. Coi thử rồi. Nhìn á, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, dạ rồi. Bye bye mọi người nha.